Đây, máy bơm nhân thể gọng góp máy xăng nè. Rất tiện luôn. Móng siêu mạnh luôn á. Bơm này dạng bơm đẩy xa luôn. Giống như chữa cháy, tháo lắp cũng nhẹ nhàng lắm. Tháo cái di chuyển cái đường ga cũng dễ lắm. Bật lên bật xuống lấy ra như chữa cháy vậy đó. Nó vô đẩy lại. Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Đặc biệt là đầu vô bà con phải siết cho cứng nha. Có hôm thiếu. Bà vô con siết cho cứng. Bỏ gòn xin này vô. Đó, thiệt đặc biệt đầu vô có siết thiệt cứng nha. Lỏng lên hút nước không lên, lên nước lên yếu hao vợ hao xăng lắm. Đó, đầu vô phải siết cho thiệt cứng vô. Thích bộ này là bơm ngon lành luôn mà con ơi. Ra tháo ra vô dễ dàng mà con cũng dễ gắn đó. Tháo ra gấp vô thôi. Mua đồ rồi, còn lên không có nhắn số điện thoại cho mới được. Còn nhẹ. Cứ quay quay ngân hàng luôn đặt á. Rất tiện. Wikino hay Winnebago là nó cũng hãng đó con. Cái mình hai chữ luôn nè. Nhìn qua đây là Wikino, nhìn qua đây là Winnebago, nhìn ngay đó là HYM. HYM Win. Ghê. Đặc biệt đầu vô phải thiệt cứng rồi con, cứng nó hút nước mới được. Không cứng là không hút nước được mà hao xăng nữa, hao nhiên liệu nữa. Rồi, bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356 7. Bơm nhân thể máy xăng dành cho máy xăng 168 nhà máy xăng luôn.